Phật tử, Đại Bồ Tát trí huệ phương tiện đều đã thông đạt, Bồ Tát các lực đều được rốt giáo, thường xuyên giáo hóa tất cả chúng sinh, luôn dùng nguyện tâm kết buộc Phật Bồ Đề, là vì bi mẫn chúng sinh, vì thành tựu chúng sinh, nơi đời phiền não ô trược, thị hiện thọ sanh, vào dòng dõi tôn quý, quyến thuộc viên mãn, chỗ mong muốn tọa tâm mãn nguyện, hoan hỷ, vui sướng mà nghĩ như vậy. Tuy tôi tụ hội với quyến thuộc này, chẳng thấy có chút gì đáng tham luyến để tôi bỏ sự tu hành thiền định giải thoát và các tam muội tổng trì biện tài Pháp Bồ Tát Đạo. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát nơi tất cả Pháp đã được tự tại đến nơi bờ kia, tu Bồ Tát hạnh thề chẳng đoạn tuyệt. Chẳng thấy thế gian có cảnh giới nào có thể mê loạn Bồ Tát Đạo, vì chẳng thấy nên tâm không sợ hãi, rốt ráo đến bờ bên kia không sợ hãi nhờ sức đại nguyện nơi tất cả thế giới thị hiện thọ xanh đó là không sợ hãi thứ tám của bồ tát Phật tử Đại Bồ Tát luôn chẳng quên mất tâm nhất thiết trí, ngồi nơi Đại Thừa hành Bồ Tát hạnh, dùng thế lực Đại Tâm nhất thiết trí thị hiện tất cả oai nghi tịch tĩnh của thanh văn độc giác, bèn nghĩ như vậy tôi chẳng thấy mình sẽ ở nơi nhị thừa mà lấy chút phần xuất ly vì chẳng thấy nên tâm không sợ hãi đến bờ bên kia vô thượng không sợ hãi hay thị hiện khắp tất cả thừa đạo rốt ráo đầy đủ đại thừa bình đẳng đó là không sợ hãi thứ chín của bồ tát phật tử đại bồ tát thành tựu tất cả các pháp trắng tịnh, đầy đủ căn lành, viên mãn thần thông, rốt giáo trụ nơi chư Phật Bồ Đề, đầy đủ tất cả các Bồ Tát hạnh. Ở chỗ chư Phật được thọ ký quán đảnh nhất thiết trí, mà thường giáo hóa chúng sinh hành Bồ Tát Đạo, bèn nghĩ như vậy. Tôi chẳng thấy mình có chúng sinh nào đáng được thành thục mà không thể thị hiện sự tự tại của chư Phật để thành thục. Vì không thấy nên tâm không sợ hãi, rốt ráo đến bờ bên kia không sợ hãi, chẳng dứt Bồ Tát hạnh, chẳng bỏ nguyện Bồ Tát. Tùy sự ứng hóa tất cả chúng sinh mà hiện cảnh giới Phật hóa độ, đó là không sợ hãi thứ 10 của Bồ Tát. Phật tử, đó là 10 điều không sợ hãi của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được không sợ hãi vô thượng của chư Phật mà cũng chẳng bỏ không sợ hãi của Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp bất cộng. Những gì là 10 Phật tử, Đại Bồ Tát chẳng do người khác dạy, tự nhiên tu hành lục độ Ba la mật, thường ưa thích bố thí lớn chẳng sinh tâm bòn xèn luôn giữ giới thanh tịnh không có hủy phạm, đầy đủ nhẫn nhục, tâm chẳng dao động, có đại tinh tấn chưa từng thối truyền, kéo vào các thiền vĩnh viễn không tán loạn, khéo tu trí huệ, đều trừ ác kiến, đó là pháp bất cộng thứ nhất, tùy thuận đạo ba la mật tu lục độ chẳng do người khác dạy Phật tử, Đại Bồ Tát hay nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh, hay dùng tài và pháp mà hành bố thí, tránh niệm hiện tiền, vui vẻ nói lời dịu dàng, tâm sinh hoan hỷ, thị hiện như thật nghĩa, khiến cho họ được ngộ hiểu bồ đề của chư Phật, không có hiểm ghét, bình đẳng lợi ích, đó là pháp bất cộng thứ hai, thuận đạo bốn pháp nhiếp, siêng nhiếp thọ chúng sinh chẳng do người khác dạy.